Chào các bạn, đây là một cái video mình review cho các bạn một cái tai nghe. Nhìn qua thôi là thấy nó rất đẹp rồi đúng không? Đây là con Liberty 4 Pro, một cái phiên bản tiếp theo của cái con Liberty 4NC đã từng rất là hot ở trên mạng xã hội của Soundcore. Soundcore là một cái thương hiệu con của công ty Anker. Anker là cái công ty mà làm rất là nhiều mấy cái cốc sạc, rồi sạc dự phòng, rồi mấy cái đồ điện này kia đó. Và ngay bây giờ thì hãng họ lại tiếp tục là xây dựng thêm một cái thương hiệu nữa để kinh doanh các cái sản phẩm tai nghe giống như thế này. Mấy cái tai nghe của Soundcore từ trước tới giờ luôn luôn được nhớ tới là những cái sản phẩm có cái hiệu năng trên giá thành rất là tốt, và đặc biệt là nó luôn luôn có rất nhiều những cái chức năng ở trên tai nghe. Và riêng cái con Liberty 4 Pro này, Soundcore lại mang nó lên một cái tầm cao mới, vút lên mặt trăng luôn các bạn, to the moon luôn về cái số lượng chức năng có ở trên chính cái sản phẩm này. Mình muốn nói trước đó chính là về cái phần hộp sạc của sản phẩm. Đây là cái thứ ăn tiền nhất mà nó thu hút mình ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn. Rõ ràng là khi mà nhìn vào trong cái hộp sạc này á, cái phần mà mặt A, mình gọi là mặt A được không các bạn? Tại vì nó giống như là bên mấy cái laptop này kia đó, nó giúp cho các bạn có thể phản chiếu được rất là nhiều hình ảnh ở trong đó, và thậm chí là như mình có thể làm meme. Nhưng mà cái mình thích hơn nữa đó chính là cái cơ chế mà trượt dọc lên giống như thế này á, nó giúp cho cái việc mà lấy cái tai nghe ra nó rất là dễ luôn các bạn. Tại vì cái phần mà tai nghe nó lộ ra ngoài và các bạn có thể đưa tay vào để mà cầm hoặc là đặt nó lại ở trong hộp á, nó rất là đơn giản. Thay vì như là những cái con tai nghe khác được làm với cái dạng trụ đứng nè, rồi nó chỉ mở ra đúng cái nắp rồi các bạn sẽ lấy ra, rất là khó khăn, thì con này lấy ra rất là dễ ha. Cho nên là mình vẫn luôn luôn rất là thích mấy cái tai nghe mà mở theo cái kiểu là trượt ngang như thế này, hoặc là đơn giản là mở nắp ngang chứ không phải là cái kiểu mà đứng rồi mở nắp dọc. Ở trên cái phần hộp sạc này á, nó còn có thêm một cái thanh trượt cảm ứng để các bạn có thể tùy biến được rất là nhiều những cái tính năng ở trong đó. Các bạn vào trong cái phần mà app điều khiển đó, nó cho phép các bạn có thể bật được lên rất là nhiều tính năng. Mặc định á, thì nó sẽ mở cho các bạn cái tính năng là tùy chỉnh được cái ANC hoặc là hear through, tức là cái xuyên âm hoặc là chống ồn chủ động ha. Khi các bạn càng vuốt sang bên phải thì cái tính năng ANC á, nó lại càng hoạt động nhiều hơn, và khi các bạn vuốt sang bên trái thì cái tính năng xuyên âm á, nó sẽ lại càng hoạt động nhiều hơn. Đây là một cái cơ chế rất là hay mà mình thấy là đa phần mấy cái tai nghe khác nó không có. Cái cơ chế này để có thể thực hiện được, mình nghĩ là do Soundcore họ đã trang bị thêm một cái con chip để kiểm soát được các áp lực bên trong khoang tai. Đây là một cái thứ rất là thú vị mà lát nữa mình sẽ nói kỹ hơn cho các bạn. Cái tai nghe này nó sẽ có 3 phiên bản màu để các bạn lựa chọn ha, đen, trắng hoặc là xanh dương. Mình thấy là cái phiên bản màu xanh dương giống như thế này là rất đẹp luôn, các bạn đi ra ngoài để mà coi thử nha. Cái thứ tiếp theo mình muốn khai thác cho các bạn đó chính là về cái khả năng chống ồn của tai nghe đó, thì liệu nó có tốt hay là không. Tại vì đây là cái thứ mà Soundcore họ tập trung truyền thông về nó rất là nhiều ha, thì mình cũng muốn test thực cho các bạn biết là liệu thực tế nó sẽ là như thế nào. Đầu tiên là xét về cái phần cứng ha, thì bên trong của hai cái tai nghe nó sẽ có tới tổng cộng là 6 cái micro để hỗ trợ khử ồn ha. Tức là nó sẽ thu thập rất nhiều những cái sample noise, sau đó nó sẽ phát một cái tín hiệu đối nghịch vào bên trong cái lỗ tai của các bạn để có thể sử dụng các cái tính năng liên quan tới chống ồn. Và bên trong cái tai nghe nó còn có thêm một cái con chip để giám sát tiếng ồn liên tục ha. Nó sẽ diễn ra là 3 lần mỗi giây. Sau đó họ có nói là ở các cái điều kiện môi trường khác nhau thì cái tần số để mà gọi là tiếng ồn đó thì nó lại là hoàn toàn khác nhau. Chẳng hạn như là khi các bạn ngồi trên tàu điện ngầm á, thì cái tần số mà gây ra tiếng ồn là một cái tần số khác. Nhưng mà khi các bạn ngồi ở một cái nơi chẳng hạn như là công viên đi, thì tần số nó cũng sẽ phải khác. Hay thậm chí là khi các bạn lên trên máy bay á, thì cái tần số để mà gây ra tiếng ồn nó cũng là một cái tần số khác. Và chính cái con chip này á, nó sẽ giám sát được tất cả những cái điều kiện môi trường đó, để từ đó nó đưa ra những cái kịch bản và giúp các bạn có thể chống ồn tốt hơn cho những cái điều kiện ngồi sử dụng khác nhau. Nhưng mà thực tế thì nó sẽ hoạt động như thế nào? Ở đây á, thì mình có rất là nhiều những cái tai nghe ở trong nhà ha. Nếu như các bạn nào mà coi mình ở bên mấy cái video short này kia thì các bạn đã biết rồi. Thì ở đây là mình đang bật một cái đoạn video YouTube mà nó sẽ giả lập cho chúng ta là mình đang ngồi ở một cái nơi mà có rất là nhiều xe cộ chạy qua lại. Và sau khi mà đánh giá, ghi nhận lại thì Liberty 4 Pro nó nằm ở cái vị trí top 3 ở trong những cái con tai nghe mà có cái khả năng chống ồn tốt nhất ở trong cái gian nhà của mình hiện thời. Tuy nhiên cần phải nói rõ ngay điều này, đó chính là hai cái con tai nghe mà top 1 với lại top 2 á, thì cái phân khúc giá của nó là mắc hơn con Liberty 4 Pro ha. Một con có cái mức giá khoảng trên 4,5 triệu và một con có cái mức giá khoảng trên 5,5 triệu. Cho nên là khi mà so sánh với một cái con tai nghe mà giá chỉ khoảng 3 triệu đồng thì có vẻ như là nó hơi lệch ha các bạn. Và khi mình so sánh với con Liberty 4 Pro này với lại hai cái con tai nghe khác có cái mức giá là xem nó đó, thì con này nó hơn hẳn hai con còn lại. Cho nên là với cái tầm giá khoảng 3 triệu đồng cho chính cái con Liberty 4 Pro này mà đánh giá về cái khả năng chống ồn của nó thì mình đánh giá là tốt nha các bạn. Về cái phần chất âm, thật ra là cái con Liberty 4 Pro này đã được bán cách đây 1 tháng ở thị trường quốc tế rồi, rồi sau đó mới đem về Việt Nam để mà launching và bán chính hãng tại thị trường Việt Nam. Cho nên là cái sản phẩm này các bạn có thể coi một số những cái đánh giá ở trên một số những cái trang thương mại điện tử hoặc là website của hãng ở bên nước ngoài đó, thì các bạn có thể thấy là rất nhiều người khen cái chất âm của con này nó hay. Và khi mình tiếp nhận được cái thông tin là Soundcore họ sẽ mang cái con này về Việt Nam là mình cũng đã rất là hứng thú và muốn trải nghiệm thử coi là chất âm của nó như thế nào, thì thực hư nó là làm sao ha. Đầu tiên là về phần cứng của
cái tai nghe đó thì bên trong của một cái tai nghe nó sẽ có tổng cộng là hai cái driver. Một cái là dành cho cái phần bass, tức là những cái âm trầm á. Thì đối với cái phần bass này á, cái driver của nó có cái kích thước lên tới là 10.5mm. Cái driver thứ hai á, đó chính là treader. Thì đối với cái driver này nó được phủ một cái lớp titan mỏng để giúp gia tăng thêm cái độ cứng cáp dành cho chính cái phần driver như trên. Từ đó để giúp cho các bạn khi mà coi phim nè hoặc là nghe nhạc đó, những cái âm thanh của giọng nói ở trong phim hoặc là những cái âm thanh của nhạc cụ hoặc là giọng ca sĩ đó, nó sẽ được tách bạch nhất có thể và cho các bạn một cái trải nghiệm về âm thanh là tốt nhất. So với lại cái con mà Liberty 4NC hồi năm ngoái đó là nó chỉ có một cái driver thôi nha các bạn. Nhưng mà riêng con này ngay bây giờ đã được nâng cấp lên thành là dual driver. Thực tế ra là ở cái preset mặc định nha, cái giải mid của cái con Liberty 4 Pro nó vẫn thấp hơn so với lại cái con Liberty 4NC ở trước đó. Và cái tai nghe nhìn chung nó cũng có cái giải cao là hơi tối so với lại hầu hết mấy cái tai nghe khác. Vậy nên là giọng ca sĩ nó sẽ bị hơi tối so với lại cái gu của mình. Nhất là mình rất là thích nghe những cái bài hát mà giọng ca sĩ nó cứ thì thào thì thầm á. Tuy nhiên là một cái lời khen của Soundcore đó chính là họ trang bị cái phần ứng dụng á, đúng kiểu là trang bị tận răng thôi các bạn. Các bạn vào trong cái phần ứng dụng của tai nghe để tune lại được cái EQ để giúp cho nó nghe hợp gu các bạn hơn. Thì cái phần mà Hear ID này á, cái phần test của nó rất là hiệu quả ha. Các bạn chỉ mất khoảng đâu đó từ 2 cho tới 5 phút để mà test được, để coi là cái chất âm nào nó sẽ phù hợp với các bạn. Và sau khi mà tune lại xong, đây là cái phần đồ thị EQ mà nó phù hợp với chính cái kiểu nghe của mình. Các bạn thấy là mình rất là thích nghe theo cái kiểu V-shape ha. Và chỉ cần test chút xíu là ra được đúng cái gu luôn. Cho nên có thể tạm kết luận ngay chỗ này là nếu như các bạn thích nghe những cái bài hát mà nó hơi theo thiên hướng là vocal chút xíu đó, thì nhiều khi là cái con Liberty 4 Pro nó sẽ không hợp lý với các bạn. Nhưng mà ngay cái chỗ này thật ra là cái EQ mặc định của nó không có vấn đề gì cả. Các bạn có thể tùy biến lại bất cứ lúc nào mà các bạn muốn. Về cái thời lượng pin thì hãng họ công bố là một lần sạc nghe liên tục được 10 tiếng và tối đa là 40 tiếng khi kết hợp với lại hộp sạc. Tức là đối với cái hộp sạc này nó có thể sạc lại được khoảng từ 3 cho tới 4 lần nữa. Và hãng họ còn công bố là con tai nghe này có khả năng là sạc siêu nhanh nha các bạn. Chỉ sạc 5 phút là nghe liên tục 4 tiếng. Cái này thì thực sự là trong các cái điều kiện sử dụng hàng ngày là mình chưa có test. Tuy nhiên là nếu như thực sự là sạc nhanh như thế đó, thì chẳng hạn nha, các bạn mang cái tai nghe để sử dụng ở trên những cái chuyến bay dài có thể là 18, 19 tiếng gì đó, thì các bạn gần như là có thể nghe nhạc liên tục trong suốt cả chuyến bay. Vậy thì qua video này các bạn sẽ thấy là không lạ gì khi mà Soundcore họ đã nhấn mạnh và tập trung rất nhiều vào con Liberty 4 Pro cho năm nay. Khi mà nó có được tất cả những cái thứ hay ho mà giới trẻ hiện nay họ cần trên một cái tai nghe với tầm giá khoảng 3 triệu đồng. Thứ nhất là chống ồn của nó rất tốt. Thứ hai là ngoại hình của nó thật sự là rất đẹp. Thứ ba, nó có rất nhiều những cái tính năng thông minh mà các bạn có thể sử dụng ở trong chính cái ứng dụng của nó. Cho nên là nếu như một ngày nào đó mà các bạn vô tình đi vào trong một số những cái mall hoặc là cửa hàng, các bạn thấy cái con Liberty 4 Pro này á, thì các bạn cứ tới để mà trải nghiệm thử nha, để coi là cái chất âm của nó có phù hợp với các bạn hay là không. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video. Và nếu như các bạn muốn mình làm thêm về những cái nội dung gì đó khác về cái tai nghe này hoặc là so sánh nó với những cái sản phẩm khác trong tầm giá, các bạn cứ comment ha, mình sẽ cố gắng làm sớm nhất có thể. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn.